không hề có cái gì nó trên cơ quá nhiều hết. Nhưng bây giờ thì sao đây, Team Spirit họ đang áp sát hơn vào khu vực bonsai. À, Simple đã có được một mạng rồi, cần có điều bắn tốt lên Simple. Simple làm đôi. Và bây giờ thì Boomix đang bóc từ đằng sau, thì đồng đội anh đã nằm xuống. Bây giờ thì cũng đưa về là 1v1. Adip Island có giáp và có format, lợi thế đang là nhỉnh hơn so với Boomix. Nhưng sao mình thấy Boomix là tốt hơn chứ không, thì kết thúc là Adip Island biết rằng đối phương đã yếu rồi. Nhưng bây giờ thì Boomix vẫn đang rất cẩn thận, và đó là một tiếng bắn tốt tới từ Boomix, đem về ra thằng thứ hai cho các thành viên Na'Vi. Thằng Simple đang có ốp ở đây rồi, Sam Dayang đã lộ vị trí của Simple. Flash ra khá chắn, tuy nhiên người có mạng là Perfecto không ai thấy ư. Đây rồi, bây giờ mới có những tình huống đổi mạng, nhưng Sam chỉ còn đó là 17 giây mà thôi. Tiếp tục Flammy có mạng, và Boomix thì kết thúc đi cả Sam Dayang. Tình huống bây giờ là 2v2, Boomix vẫn múa, Boomix vẫn múa. Và đó là một tình huống mà Boomix làm 3 trong bom sai B. Tiếp tục bò vào bom sai, đánh vào bom sai khoảng thời gian 15 giây, nhưng có ốp của Simple lần này kê ở góc đẹp hơn rất nhiều. Góc này thì cũng không thể làm được gì với những quả smoke che trong bò, nhưng mà Vick đã phải nằm rồi. Bây giờ thì Boomix một lần nữa anh ta xuất hiện, kết thúc đi người cầm C4. Và bây giờ thì là Electronic tiếp tục cái công việc mà người đồng đội mình đã giang dở. Và đó vẫn là một tuyển thủ B rất tốt tới từ Na'Vi. Với quả smoke chay bị long lỗi này thì phần nào đó Na'Vi cũng sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn. Flamey vẫn đang check nhưng chưa thấy gì cả. Nhưng bây giờ thì một quả lửa rất khó chịu ở khu vực B-shot, nó khiến cho Team Sweet chưa thể vào ngay được. Nhưng Flamey chết rồi. Simple đổi 1, Simple đổi 2, và bây giờ Simple đổi 3. Đó vẫn là một tiếng bắt bài chính xác khi mà Electronic đã đẩy quá nhiều. Và các thành viên Na'Vi biết rằng Team Spirit họ bỏ học buổi đầu tiên ở lớp mẫu giáo đánh vần ABK. Và bây giờ thì tình huống đang là hơn người cho bên phía Na'Vi. Simple nhặt về một khẩu ốp nha. Đây sẽ là một khẩu súng cực kỳ nguy hiểm cho bên phía Team Spirit. Nhưng bây giờ đây rồi, Spirit đánh Nga nhưng mà vẫn phải thông qua bom sai B. Khá là bất ngờ, tuy nhiên thì còn người kê lại. Vẫn còn Electronic đang kê lại ở đây. Bây giờ thì Electronic có một rồi. Double kill dành cho không, triple kill cho Electronic. Và đó là thằng thứ 11 dành cho Na'Vi. Boomix chỉ mất cho mình đó là 13 HP để có thể thành công cái tình huống đặt C4. Và sẽ là đấu súng liên tục mà thôi. Nào bây giờ thì có một tactic nhảy xuống khỏi Heaven hay không, nhưng nhảy này giống chết quá. Electronic và Boomix có mạng, double kill và triple kill dành cho Electronic. Bây giờ Electronic còn không chết cơ. Lắc ra thì có thể lấy được bạn sau đây, nhưng mà cái timing như thế này là đi qua đời nhau rồi. Bắt đầu tăng vào, Flammy làm đôi với khẩu đóng đinh trên tay. Ôi trời ơi, Mia có mạng của Boomix rồi. Lộ vị trí, Chopper có mạng của Simple, khẩu ốp đã rơi. Móc được đó là vị trí Sam Dayang và Perfecto cũng phải nằm rồi. Có lẽ mình Electronic mà thôi. Vâng, với khoảng thời gian này thì vị trí của Electronic phần nào cũng đã bị lộ, và anh ta sẽ phải chết trong tay của Chopper. Vậy là sẽ không ai pick được đây rồi. Chopper đẩy ra và Electronic người headshot được Chopper. Vâng, player sáng chói nhất của bên phía Team Spirit trong những round gần đây thì đã phải nằm vào Simple. Một góc cây ốp khá đẹp dành cho Simple, nhưng bên kia đẩy đến hai người liền. Mia chết rồi. Bây giờ thì Perfecto nằm xuống, tiếp tục đổi mạng là nhanh tới từ Electronic. Trong bom sai vẫn đang có hai thành viên của Team Spirit, nhưng Time chỉ còn 12 giây thôi. Sam Dayang đang căn tham mình để đẩy lên. Sam Dayang vẫn chưa lên được ngay. Adip ba lần thì chết rồi. Và Sam Dayang cũng sắp phải nằm xuống khi tình huống đang là 1v4, và đó là mạng thứ 3 dành cho Electronic rồi. Và bây giờ thì muốn đánh bom sai B rồi. Magic đang đẩy cùng bom sai B, và Perfecto có mạng Magic rồi. Bom sai B bây giờ không còn một ai của Team Spirit nữa. Đục vào bây giờ thì là dễ hơn dành cho Na'Vi đây. Nhưng lộ tiếng, Electric lại là người bắn tốt hơn. Sau đó nhạc chết rồi, Mia bắt đi được Perfecto. Idis Balloon, Idis Balloon không thể làm gì với khẩu Deagle. Electric có mạng Idis Balloon và lại móc lên bom xe A đến từ Na'Vi. Chopper vẫn đang có một vị trí quá đẹp. Chopper bỏ một người, Chopper sau, Chopper làm hai rồi. Còn lại Simple mà thôi. Quả C4 bây giờ rơi sâu quá, thời gian là hết. Và chiến thắng round từ đầu thứ 11 là dành cho Spirit. Flammy tăng vào, hơi mất trí. Boomix hạ cũng đi được Magic rồi. Nhấp nhả của B-Shot, Mia hạ cũng đi Perfecto. Boomix, Electronic hạ cũng đi được Mia rồi. Trong bom xe B bây giờ còn lại vị trí của Chopper. Chopper cũng đã nằm và vén tài, lợi thế người dành cho đội viên của Na'Vi. Và liệu có thể làm được trong round đấu này không đây? À, khi mà Adip Balin đã chết và Sam Dayang lộ vị trí ngay lập tức, Sam Dayang nằm xuống, mất đó là chiến thắng dành cho Na'Vi. Thời chiếm B-Ram thôi, nhưng cần phải vượt qua được cả Sam Dayang. Biết rằng còn Sam Dayang đây, nhưng không, đó là mạng để dành cho Idip Balloon. Idip Balloon yếu lắm rồi. Trừ 99. Một tiếng bắn tốt từ Perfecto. Bây giờ thì Perfecto đang 1v2. Remy thì đã đổi 1. Bây giờ thì headshot được cả Sam Dayang. Biết rằng Idip Balloon yếu, vẫn đó là double kill dành cho Perfecto. Lợi thế hơn người đang dành cho bên phía AV, và họ đang có những hướng di chuyển khác. Tuy nhiên thì có Mia ở đây. Mia đang bắt đầu móc vào, và có thể móc kịp hay không. Cả hai thành viên của Team Spirit đều đang móc, và Mia cần phải làm đôi điều này. Nhưng Perfecto đang kê lại rồi.
Những tình huống bắn tầm gần như thế này thì Glock xả đạn sẽ là rất nhanh. Tuy nhiên thì Bomix chết và C4 đang rơi. Một quả C4 rơi rất khó khi mà Mia lại đang là người có góc kê đẹp hơn. Và Perfecto thì yếu máu. Có ai cứu hay không đây? Perfecto sủi không sủi kịp rồi khi mà Chopper đã chặn ở dưới. Và bây giờ thì lại thành khó cho Flamy. Vâng, thật sự bây giờ làm sao mà Flamy có thể vâng khinh công lên được Heaven và nhặt lại cái quả C4 này đây khi mà hai khẩu súng kê hai đầu là rất khó chịu. Bắt buộc Flamy bây giờ phải hạ gục hai người của Team Spirit, nhưng mà hai thành viên còn lại của Team Spirit chỉ cần trốn thôi. 1-0 cho Spirit rồi. Flamy bây giờ mới đẩy lên bắn nhau thì đã là quá muộn rồi. Chopper có mặt của Flamy và đó là 1-0 gieo Team Spirit. Bây giờ bắt đầu có tín hiệu setup đồ vào bom xe A. Adibalan đang chủ động né đi những quả flash nhưng không có lửa và nắm nhau vào những anh ta chết cay. Đó là sao đây rằng Adibalan đổi một rồi. Bây giờ thì Magic vâng không được đâu nha. Di chuyển hơi vội vàng tới từ Magic nhưng không phải là Magic Boy. Tình huống đưa về là hơn người cho bên phía NAV. Và gần như là với việc chiếm được bom xe A như thế này, họ sẽ không cho Team Spirit cơ hội nào để retake cả. Bắt đầu tràn vào rồi, Chopper có góc đứng đen. Chopper không làm được ai cả. Electronic bắn chết Chopper luôn rồi. Và Magix bây giờ đang là người giữ lại khu vực B-RAM. Có được một khẩu súng to trên người Electronic ở nhà, nhưng mà Magix chỉ đổi được một mà thôi. Bom sai B, hai người chỉ làm được một mạng bên phía Na'Vi. Và bây giờ thì các thành viên của Team Spirit phải làm gì đây? Họ vẫn là những người vượt trội hơn về súng, nhưng bắn trượt viên ốp đến từ vị trí edit 3 lần rồi. Vâng, cần phải vượt qua được Simple. Cần phải vượt qua được Simple nha. Tuy nhiên thì bên phía Na'Vi đang bắn vào từ rất nhiều hướng. Simple chết rồi nhưng Perfecto đổi một với cầu M4. Và ngay lập tức cái Team Spirit đi xem súng luôn. Mia đã quá yếu máu rồi, không thể cứu được nữa. Nhưng không sao, mới rơi có một khẩu súng của Electronic thôi. Những khẩu súng còn lại thì cũng chỉ là những khẩu USP. Và thậm chí Chopper thì chưa nhặt được khẩu AK của Electronic. Thật ra bây giờ vẫn sẽ là một round mà nó dễ dàng dành cho bên phía Na'Vi. Sam đây đang cầm cái gì đây? Sau đây em muốn làm thần sấm nên nhớ là có một thanh niên nghiện làm thần sấm bên phía Na'Vi rất thiểu khẩu rớt đó là Boomich. Đánh ra bắn nhau luôn và đó là Magix phải nằm xuống dưới khẩu ốp của Sipo. Tăng vào bom xe A luôn rồi và trong khu vực nhà vàng bây giờ đang là Sam Dayang. Giật được vị trí Perfecto rồi, Chopper đổi một. Boomich khả ngục được Chopper, Sam Dayang có được bằng Flamy. 1v1, hoàn toàn để làm được đến Sam Dayang nha, quả C4 rơi xấu. Và sẽ là đấu súng mà thôi. Đẩy ra bắn nhau luôn được Boomix không? Boomix xuống được ven rồi. Bây giờ mở cửa ra, sau đó Yang sẽ lộ vị trí. Boomix sẽ tăng bom sang bên để có thể đặt bom được luôn thôi. Vẫn còn có hai quả flash đến từ vị trí sau đó Yang. Và đấu súng xảy ra luôn nào. 9 giây vẫn chưa đặt được C4 nhưng tiếng mở cửa rất khó. Hết được Boomix. Vâng, từ một khẩu rút. Đó là tiếp theo là bị yếu súng. Tăng thẳng của bom xe A rồi, Boomix vẫn chưa nhìn thấy người trên nóc nhà vàng. Và cái quả smoke này nó hơi khó chịu đi. Sam Dayang, lại là Sam Dayang, vẫn là Sam Dayang. Chưa lấy được mạng của ai cả, những Mia hạ của Perfecto rồi. Tiếp tục bắn nhau, Mia làm đôi, Sam Dayang hạ của Flamy. Electronic và Simple mỗi người đổi một. Simple tiếp tục đấu súng, và Simple, ôi bắn lỗi nhiều quá Simple ơi. Chẳng bom xe A luôn, Electronic có bạn cho M2 vết tay. Electronic làm thêm bạn Adebalan rồi. Nhưng Magix hạ của Electronic. Magix bây giờ sẽ đối đầu với Simple 1v1. Nhưng vấn đề là thời gian vẫn còn và Simple là người cầm C4. Và bây giờ sẽ là cuộc khách não tới từ cả hai bên. Magix đẩy vào, đúng lúc đó Simple cũng đang di chuyển ngược lại. Mất đi chiếc Simple và lại là tăng vào. Electronic lại có được mạng với khẩu Tech 9 trên tay rồi. Idit 3 lần này thì anh ta không bị cầu máu nữa, anh ta hạ một cái mạng của Electronic. Bắn trượt viên ốp, một viên ốp. Bắn trượt rất đáng tiếc đến từ Simple. Tôi vừa bảo là cố lắm với 96 nhưng mà Na'Vi ơi đừng đâu cần thiết phải làm trái đây, tôi căng thẳng như thế. Vâng, một round mà họ gần như là eco trắng mà. Và chỉ có một khẩu scout của quân. Nhưng mà khẩu scout thì lại đang phát huy rất nhiều hiệu quả. Thêm một cái mồm nữa thì Perfecto rồi. Bây giờ thì Magic nguy hiểm quá, Magic còn 15 máu mà thôi. Magic ơi, chạy thôi Magic. Đây rồi, sao nhang đổi bộ nhưng Magic chết rồi. Và đó là quả đã kill dành cho Perfecto với khẩu scout. Tôi nghĩ đánh về cũng có xe à. Bây giờ thì Electronic chết bởi Sam Dayang rồi. Sam Dayang bắn yếu thêm được cả Boomix nữa. Bây giờ 4v4 nhưng Boomix cũng đang rất phục ở đây. Và liên tục là các thành viên Spirit phải chết. Liên tục mà thôi. Chopper đổi 1 thì muốn được về là 3v lại. Lại là có cơ hội cho Team Spirit nha. Khi mà Na'Vi có đến hai người yếu máu. Rất yếu máu rồi, chỉ cần viên Scout bắn vào bất cứ đâu thì anh ta sẽ có được mạng thôi. Nguyên em chết cơ. Trời ơi, biết đâu là Team Spirit lại thắng được round đấu này. Idit 3 lần làm 3 Chopper làm 2, Adibalan, Headshot Simple. Hợp lý.
được không nhỉ? Nhưng mà những quả smoke này đang làm cho thành viên của T-Street khó phá. Simple làm một flame làm nốt mà đây một lần, và đó là 8-7 cho Navi sau đó thì nó first half. Lên cho mình chỉ duy nhất là một quả nết đến từ vị trí Bobic mà thôi. Bốn người còn lại lên giáp. Vâng, vậy là những cái giáp này liệu có thể giúp được Navi hay không khi mà họ đang mất người rồi và cũng đang mất rất nhiều máu nữa. Vâng, thì Spirit rồi sau này rằng đã có những tình huống mà lại mở cửa đóng cửa rất khó chịu. Phần nào đó đã thu hút cái sự chú ý để những người đồng đội của anh di chuyển dễ dàng hơn và đã xuống được Secret tới từ Magic. Nào, sẽ thêm những người nữa xuống được Secret thôi, nhưng liệu có phải là một tiếng đánh B hay không thì chưa biết. Cứ mở cửa đóng cửa rất khó chịu. Và người ở trong khu vực nhà vàng là Sipo, anh ta sẽ không biết là phải đẩy ra đâu. Sipo có một, Sipo làm đôi. Sipo chỉ còn hai máu mà thôi. Đấu súng bây giờ sẽ là lợi thế hơn dành cho thành viên của Team Spirit. Nhưng mà bây giờ Sipo, hai máu lấy nốt mạng của Mia rồi. Vẫn headshot được Mia với khẩu CZ ạ. À. Chopper, bây giờ anh ta làm gì đây? Lợi thế nó đảo chiều rồi và ngay lập tức Navi di chuyển về bom giải B không cho Chopper đặt C4. Nào. Máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bây giờ bị quay rồi. Máy bay trực thăng đổi được mạng của Sipo. Bây giờ Chopper bị quay. Ta không thể nào đặt được C4 trong tình huống này. Các thành viên của Navi không chết thôi, nhưng mà Flammy chết rồi. Perfecto và Boomich. Một người yếu máu là Boomich nha. Hoàn toàn có thể làm được từ vị trí của Chopper. Yếu máu, Boomich rất yếu. Và bây giờ anh ta đang phải lỉnh đi để chờ Chopper đặt C4. Anh ơi, thôi ơ. Chopper 1v4 tấn công. Không thể tin được. Sao lại thế nhỉ? Nhưng đây cũng là Kira cho Navi. Đúng vậy, Kira cho cả hai bên. Gần như là nếu thắng round này, Navi có thể áp sát được với Team Spirit. Nhưng nếu Team Spirit mà thắng thì có thể là match point. Bây giờ liên tục là những cái mạng của Team Spirit phải ra đi. Vâng, khó quá rồi Team Spirit ơi. Làm sao cứu ra lại. Ô, Sipo lại hết sao được cả Sam Dai Young rồi. Và quả smoke vừa rồi thì phần nào đó đã hỗ trợ cho Team Spirit nhặt lại quả C4. Nhưng thật sự thì với việc 2v5, cơ hội dành cho họ đang là rất thấp. Hên xui. Biết đâu đó bắn trượt, những gì bầu trời rất an toàn này. Lùi ra để chờ đợi đồng đội back về. Biết rằng có lợi thế hơn về máu rồi. Cái team của Navi đang chơi rất cẩn thận. Magic, anh ta sẽ cố gắng đặt bom thôi. Phá cửa thế này thì khả năng cao. Ôi, bóp người đồng đội của mình rồi. Sao lại thế nhở? Vâng, và Simo đục chết Anibalan. Một tiếng bắn qua kính thì đúng hơn. Đó là tiếng bắn qua kính. Và đây vẫn ra một round thắng dành cho Navi. Tại sao? Chưa thấy ai cả. Sao Boomix chỉ có thể đổi một được mà thôi. Flammy, Flammy cần phải có mạng thêm. Đây rồi, 3v3, cơ hội cho Navi vẫn có khi mà Bia đã phải nằm xuống. C4 đang rơi giữa đường. C4 rơi xấu quá, nhặt làm sao được đây hả Steam Spirit ơi. Những Idis Balloon, đây là góc K-op không được rồi. Sipo có mạng và khả năng cao sẽ là 16-13 cho Navi thôi. Khi mà bây giờ còn lại một mình Sam Dai Young với khẩu AK trên tay, không còn quả bom nào nữa. Làm sao mà có thể nhặt lại được quả C4 rất khó này đây. Ở đây rồi, Perfecto.